Tiền đình là một bộ phận thuộc hệ thần kinh nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Hệ thống tiền đình bao gồm cơ quan cảm nhận là ống bán khuyên nằm trong ốc tai, dây thần kinh dẫn truyền và nhân thần kinh phân tích tín hiệu trong não, giúp cân bằng cơ thể, duy trì trạng thái thăng bằng ở các tư thế hoạt động hàng ngày, phối hợp các bộ phận cử động như mắt, tay, chân, thân mình một cách nhịp nhàng. Rối loạn tiền đình là tình trạng quá trình truyền dẫn và tiếp nhận thông tin của tiền đình bị rối loạn hoặc tắc nghẽn do dây thần kinh số 8 hoặc động mạch nuôi dưỡng não bị tổn thương hay các tổn thương khác ở khu vực tai trong và não, khiến tiền đình mất khả năng giữ thăng bằng. Cơ thể loạng choạng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, buồn nôn, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và khả năng lao động của người bệnh. Có hai loại rối loạn tiền đình là rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại biên. Rối loạn tiền đình trung ương xảy ra do các tổn thương nhân tiền đình ở thân não, tiểu não. Ở giai đoạn nhẹ, người bệnh thường nhầm lẫn với những bệnh khác như mất ngủ, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Ở giai đoạn nặng, người bệnh thường mất thăng bằng, dễ ngã, chỉ nằm được ở một tư thế, nôn nhiều gây mất nước, sợ tiếng động, sợ ánh sáng, hạ huyết áp, người mệt lả không thể làm việc. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương trũ, sỏi lạc chỗ, dịch ứ nước tai trong, viêm thần kinh tiền đình. Rối loạn tiền đình ngoại biên được chia ra làm hai dạng là rối loạn tiền đình ngoại biên thể nhẹ và rối loạn tiền đình ngoại biên thể nặng. Rối loạn tiền đình ngoại biên ở thể nhẹ, người bệnh thường chóng mặt thoáng qua khi thay đổi tư thế như lắc đầu, chuyển từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Rối loạn tiền đình ngoại biên ở thể nặng gây chóng mặt nặng kéo dài, người bệnh không thể đi đứng hoặc thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi. Đặc biệt, cơn chóng mặt thường kèm theo nôn nhiều và kéo dài, ù tai, giảm thính lực một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh thường khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Các chuyên gia cũng chỉ rõ, khoảng 70% trường hợp mắc rối loạn tiền đình ngoại biên là do sỏi tiền đình. Sỏi tiền đình hay còn gọi là thạch nhĩ lạc chỗ là các tinh thể canxi trôi theo dịch trong tai, đi vào một trong ba ống bán khuyên hẹp nằm ở tai trong, ảnh hưởng tới thăng bằng, gây chóng mặt. Bình thường, ốc tai gắn kết với ba vòng ống bán khuyên xếp theo ba mặt thẳng không gian khác nhau. Sự lưu thông dịch trong các ống bán khuyên giúp cơ thể định hướng tư thế. Khi tiền đình bắt đầu thoái hóa, các viên sỏi sẽ đi lạc chỗ, trôi theo dịch trong tai vào trong ba ống bán khuyên hẹp nằm ở tai trong, sẽ gây ảnh hưởng đến thăng bằng. Sỏi tiền đình thường xảy ra nhiều ở nữ giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, làm suy giảm khả năng tập trung, khiến người bệnh hoa mắt, chóng mặt, thậm chí dẫn đến đột quỵ, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh huyết áp, tim mạch. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời các thể bệnh của rối loạn tiền đình ngay từ những dấu hiệu ban đầu là rất cần thiết, đồng thời lựa chọn những cơ sở y tế uy tín, đội ngũ chuyên gia giỏi, có đầy đủ các trang thiết bị chẩn đoán và điều trị rối loạn tiền đình hiện đại như ảnh động nhãn đồ giúp đánh giá bất thường từng chi tiết nhỏ nhất ở mắt, hệ thống điều trị phục hồi chức năng tiền đình do sỏi tiền đình lạc chỗ giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn, hiệu quả và an toàn hơn. Đặc biệt đối với người có bệnh lý cột sống cổ, người lớn tuổi, giúp người bệnh sớm trở về cuộc sống đời thường.